thì xin chào tất cả bà con đã cùng quay lại với kênh canh nông tv thì ở trong video ngày hôm nay á thì canh nông cùng bà con mình sẽ cùng tìm hiểu về việc chăm sóc cho vườn ớt của bà con trong giai đoạn trước cũng như là sau thu hoạch nha bà con thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách mình đi dinh dưỡng theo dạng hữu cơ cũng như là cách mình dưỡng trái kèm theo đó là cách việc mình phòng trị côn trùng chích thúc gây hại và nắm khuẩn gây bệnh trên cây ớt của mình nha bà con thì mở đầu video ngày hôm nay á thì cũng là cùng mời bà con mình cùng xem qua một cái vườn ớt mà canh nông đã đi thăm và tư vấn kỹ thuật cho vườn ớt sừng vàng ở Châu Đức thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Thì đây là một vườn đã đang ăn ớt cổ hai rồi nha bà con. Thì hôm nay canh nông cùng bà con mình sẽ xem qua hiện trạng của vườn và song song đó mình là mình sẽ dùng các sản phẩm hỗ trợ nào, mình đi phân như thế nào để sử dụng làm sao cho cái vườn ớt nó đạt một cái hiệu quả phát triển tốt nhất giúp vườn ớt mình phòng trị được sâu bệnh hại bỏ chỉ chích thúc và đạt một cái năng suất thu hoạch tốt nhất cho bà con thì như tổng quan mà bà con mình xem á, thì vườn này cơ bản là chủ vườn chỉ mới trồng ớt nên kinh nghiệm thì chủ vườn cũng chưa có nắm nhiều về cách đi phân thuốc cách mình chăm sóc cũng như là phòng ngừa sâu bệnh hại nên bà con mình quan sát thì vườn cũng đang ở mức độ là vừa phải thôi chứ nó cũng chưa là thuộc dạng nào đẹp nhất cho bà con nhưng mà con thấy có những cái cây chưa bị tấn công thì nó vẫn đang rất là xanh tốt lá dày xanh cây cũng là rất cứng cáp đạt một số lượng trái cũng rất là khả quan nha bà con lá trái như bà con thấy nó cũng không có bị thối do nấm vi khuẩn tấn công nhưng mà vẫn còn có cái tình trạng là có những cây đã bị vi khuẩn tấn công dẫn tới cái tình trạng héo xanh héo vàng cũng như cũng tương đối rồi nha bà con thì cái này một phần là cũng do khi mà chủ vườn mình bắt đầu xuống giống từ cây con á mình đã thực hiện cái biện pháp phòng ngừa ngăn chặn vi khuẩn nấm từ đầu không thực hiện cái việc mà tưới gốc làm cho cây ớt mình bị tấn công và dẫn tới cây đó bị héo xanh do vi khuẩn và héo vàng do nấm khuẩn nha bà con Do đó mà khi mà cây ớt của mình mà khi nó đã phát triển lên rồi á Nó tới cái giai đoạn mà chuẩn bị thu hoạch rồi Nhưng mà gặp phải cái bệnh héo xanh này nó làm cho cây ớt của mình nó không thể nào hấp thu được chất dinh dưỡng nè Do nó bị từ bộ rễ luôn rồi bà con Nên nó nên nó, nó dẫn tới là chết cây Mà nói qua cái bệnh héo xanh thì canh nông cũng có làm một video riêng về căn bệnh này Ở trên kênh rồi Bà con mình có thể vào kênh và mình xem lại video Hoặc là canh nông có thể là để dưới phần mô tả dưới video để bà con mình có tiện để xem lại ha còn trong video này canh nông chỉ nói qua tổng quan về cái vườn ớt này và cách mình xử lý để bà con mình có thể áp dụng cái cách này vào cho vườn ớt của mình nếu xảy ra cái trường hợp tương tự nha bà con thì quay lại vườn ớt ngoài cái cây bị héo xanh héo vàng do vi khuẩn á thì vườn còn đang gặp là trường hợp là bọ trĩ cũng xuất hiện tương đối nhiều rồi nha bà con thì ở trong cái giai đoạn nắng nóng á cái điều kiện quá là thuận lợi cho những con côn trùng chích hút này nó phát triển rồi nhưng bà con thấy là bọ trĩ nó 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 chích phá nó làm cho các đọt này nó bị xoăn nó dường như là chết cái đỉnh sinh trưởng hết luôn và cái trái nó cũng bị cong lên nó biến dạng rất là xấu mấy cái trái này thì mình chỉ có thể bỏ đi chứ thực sự nó không có giá trị có họa may thì mình cũng đưa vào cái hàng ớt dạt chứ nó đã quá xấu rồi nó rất là tiếc nha bà con thì còn những cái đẹp thì nó cũng chưa thực sự là đạt lắm trái nó vẫn chưa được dày chưa cứng lắm và vẫn còn hơi nhẹ chưa nặng lắm nha bà con nên tình trạng vườn hiện tại mình xử lý hơi nhiều vấn đề và các vấn đề này cũng là những cái vấn đề hết sức quan trọng trong cái cách mà bà con mình khi mà chăm sóc vườn ớt đó là vấn đề về sâu hại nè vấn đề về vi khuẩn nấm bệnh và cũng như là cái cách mình đi lại dinh dưỡng cho ớt thì như nãy canh nông có đề cập cái vấn đề héo xanh héo vàng ở trên cây trong vườn ớt này á do đằng này là ớt cổ hai rồi thì mình với những cái cây mà héo xanh héo vàng á mình có sử dụng phân thuốc để mình xử lý cái này thì nó cũng rất là khó rồi nha vì nó đã bị nhiễm bệnh từ khi còn nhỏ nên cái giải pháp xử lý tốt nhất của mình á, cho là mình cho sử dụng cái tinh vôi mình sẽ hòa cái tinh vôi vào hệ thống tưới để mình tưới thì cái tinh vôi này nó có tác dụng gì, tại sao mình phải sử dụng nó thì cũng chia sẻ với bà con là khi mình hòa cái tinh vôi này vào để mình tưới á, thì việc đầu tiên nó sẽ giúp là tăng cái độ pH lên mà khi pH tăng lên ổn định á, thì cây mình sẽ ít bệnh và hấp thu được dinh dưỡng tốt hơn cái thứ hai là rất quan trọng là tinh vô nó có tính háo nước và sát trùng sát khuẩn rất là mạnh, nó sẽ hạn chế sự lây lan của bệnh, bảo vệ những cây chưa bị bệnh nè, thì vi khuẩn gây héo xanh nó có thể lây lan theo đường nước đó. nên việc mình xử lý ngay từ cái nguồn nước tưới cho cây ớt cũng là ngăn chặn được cái bệnh lan ra cả vườn rất là quan trọng nha bà con. Chứ bà con mình sử dụng thuốc để trị thì thực sự bà con là nó tốn của bà con mình rất là nhiều Nhưng kết quả chưa chắc là đạt đúng như mong đợi của bà con Nên hiện trạng như bây giờ của cái vườn này á, mình nên làm một cách tiết kiệm chi phí nhất Đem lại một cái lợi ích tốt nhất cho vườn Thì canh nông chọn tin vôi là phương án xử lý nha bà con Còn riêng về héo xanh này á, bà con mình nên phòng ngay từ đầu khi trồng cây con cứ mỗi cửa đổ gốc mình bổ sung thuốc phòng trừ nấm khuẩn để mình phòng trừ ngay từ đầu cái bệnh héo xanh héo vàng này mình phòng bệnh lúc nào nó cũng khỏe hơn mình chữa bệnh mà bà con thì kèm theo đó trong giai đoạn này á mình đi phân như thế nào để mình cung cấp dinh dưỡng cho vườn ớt của mình thì tùy thuộc vào vườn của mình như thế nào thì bà con mình bón uh, npk nè hoặc là cái này thì đa số là bà con mình biết hết rồi vì ớt đi phân tay nó cũng không quá nhiều nhưng canh nông ở đây cũng muốn giới thiệu bà con một sản phẩm tưới gốc hữu cơ thì mục đích của cái tưới gốc này để làm gì thì thật ra là mình sử dụng tưới gốc hữu cơ này nhằm cho cây ớt mình nó phát triển mạnh lại cái bộ rễ Nhằm nó hút dinh dưỡng tốt hơn Kèm đó là mình có thể kéo dài cái thời gian hái trái nè Tăng cái năng suất của mình lên Thì cái hữu cơ ô 1 bà canh nông đang có cái dạng chai là 1 lít nè 5 lít hoặc là xô 10 lít cho bà con mình lựa chọn Thì 1 lít mình pha được với 1.000 lít nước để mà mình tưới như mình tưới dưỡng rễ vậy đó, bà con thì trong cái sản phẩm hữu cơ này nó có là chứa thành phần đạm hữu cơ nè lân hữu cơ kali hữu cơ nè đầy đủ các yếu tố đa lượng cho cây trồng của mình ngoài ra là nó bổ sung thêm 48% axit humic và axit fulvic đó là hai cái chất axit hữu cơ mà giúp cho cái bộ rễ mình phát triển một cách tối ưu nhất và nó cũng là có chứa thêm là 14% axit amin nè, tạo đỏ cũng như rong biển và các trung vi lượng. Nói tóm lại là cái sản phẩm này bà con hoàn toàn có thể thay thế được phân bón học phân NPK mà giá thành tương đương thậm chí là hiện tại nó còn thấp hơn NPK nhằm giúp cho cây của mình phục hồi một cách tốt nhất mà không sợ bị ngộ độc phân bón hoặc là cháy những cái đầu rễ non. Kèm theo đó là đất nó sẽ tươi xốp hơn nha bà con thì sản phẩm được đăng ký nhập khẩu từ châu Âu nên đây là một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả đối với trong với cây mà trong giai đoạn là mình dưỡng rễ cũng như là mình cung cấp dinh dưỡng hữu cơ cho cây trồng của mình mà thông qua bộ rễ bà con thì một lít này mình pha 1.000 lít nước giá của nó là 250.000 một lít thì tháng mình tưới hai lần thì mình sẽ bổ sung đầy đủ cái chất dinh dưỡng hữu cơ rất tốt cho cây của mình mình giảm cái phân bó học NPK đi nó sẽ giúp cho đất mình tươi xốp hơn cây nó dễ hấp thụ dinh dưỡng và đặc biệt là ít bệnh hơn nha bà con thì đó là cách mình xử lý cái việc tưới gốc và cung cấp dinh dưỡng cũng như là nuôi bồ rễ Thì tiếp theo canh nông cùng bà con mình tới với phần là xử lý trên phần thân lá trái Thì ba cái vấn đề mình cần xử lý đó là vấn đề về sâu bộ trĩ, về bệnh và về dưỡng Thì đầu tiên mình nói về cái bệnh thì giai đoạn này thì những cái bệnh phổ biến là thối trái nè tháng thư rồi thối nhũng ở trên lá do vi khuẩn thì cái này bà con mình trồng không riêng gì ớt sừng mà các loại ớt khác luôn cũng nắm rất là rõ rồi nên trong cái trường hợp này mình phải phòng Cũng như là mình xử lý những cây đã mắc bệnh Thì canh nông đang cho sử dụng bộ sản phẩm rất là tốt Trong việc trị cũng như là ngăn chặn những bệnh do nấm vi khuẩn gây ra Đó là hai gói Ayosichobin Gold Với những với hai hoạt chất đó là Ayosichobin 200g trên ký Và Hexaconazole là 550g trên ký Cầm kèm theo đó là một chai khuẩn lạnh Với hoạt chất là Ninamycin 20g trên lít Thì với gói Ayosichobin nó có chứa hai hoạt chất đó là azoxystrobin và hexaconazole thì với hai cái hoạt chất này canh nông nó nói rất là nhiều qua các video rồi hai hoạt chất này nó thuộc nhóm hoạt chất quản lý nấm bệnh tốt bậc nhất và phổ rất là rộng luôn đặc tính của nó là nội hấp lưu dẫn rất là cao và dường như nó đặc trị toàn bộ các loại nấm gây hại cho cây cho cây gây ra bệnh đốm lá cháy lá cũng như là thán thư thối trái lỡ cổ rễ vân vân cái hàng này là hàng cao cấp dạng một mịn hàm lượng hoạt chất rất là cao nên sẽ giúp đứng bệnh ngay lập tức cũng như là làm cái lá của bà con mình nó dày hơn nha bà con còn lại là chai khuẩn lạnh nó, nó nó là hoạt chất là ninamycin thì nó là được nhập khẩu được từ Ấn Độ. Chai này thì trị vi khuẩn vô cùng tốt luôn nha bà con. Nó giúp cây ớt của bà con mình tăng khả năng chống chịu khi về vi khuẩn mình tấn công. Kèm theo đó là mình điều hòa sinh trưởng cho cây. Song song đó thì nó cũng ức chế luôn quá trình phát triển của vi khuẩn, làm cho vi khuẩn mình không thể nào sinh sôi nảy nở được. Thì cái bộ này nó có giá là 460 ngàn Bà con mình có thể pha với tới 400 lít nước Hoặc là theo cái liều lượng canh nông có để trên màn hình Để mình chăm sóc cho vườn ớt của mình nha bà con <laughs> Và tiếp theo là mình đến đến tiếp với việc là xử lý bộ trĩ nha bà con Thì cái ớt bà con biết nó ra bông ra đọt liên tục Kèm theo đó nếu mà bị côn trùng chích thúc á, Nó gây ra những vết thương trên trên cây, này, trên trái hay lá Cũng dễ dàng cho cái nấm mà vi khuẩn tấn công vào rồi làm cho cây ớt mình mắc thêm cái bệnh nữa nên bà con mình nên chú tâm trong cái việc mà xử lý bộ trĩ cũng như côn trùng chích thúc này thì hiện tại thì cái vườn này quản lý cũng tương đối tốt nên canh nông đang cho xử lý bằng cách mình dùng bộ sản phẩm là hai gói R2 vui chích thúc với hoạt chất đó là acetamid 25% và imidacolid 8% kèm đó là chai siêu mưa hành với hoạt chất uh, gốc cúc tổng hợp dạng huyền phù thì cả hai sản phẩm này là canh nông đều có làm video phân tích hoạt chất và và khả năng mà diệt sâu bọ trĩ côn trùng chết thúc tốt như thế nào rồi thì cái này bà con mình có thể xem lại trong kênh ha còn ưu điểm của cái bộ sản phẩm này là nó mát cho cây bà con không sợ nó bị quắn lá nó rụng bông rụng trái ha thuốc dạng scwb nó khả năng tiếp xúc chết nhanh nè nội hấp lưu dẫn cũng như là khả năng gây ung trứng thối trứng nằm mình triệt để mình diệt sạch cái con côn trùng bọ chỉ côn trùng chết thúc này thì bộ này nó có giá là 280 000 thì mình phun 8 bình 25 lít hoặc là mình phun 400 lít nước nếu mà mình pha phun bằng máy nha bà con và cuối cùng sau khi mình xử lý tất cả các vấn đề ở trên đó, thì còn lại vấn đề về dinh dưỡng thì dưỡng ở đây á, thì canh nông đang cho nhà vườn sử dụng hai sản phẩm đó là chili fair là sản phẩm chuyên nuôi trái ớt và các cây họ cà luôn nha bà con trong chai này nó cứ chứa rất nhiều thành phần như là đạm 7% nè, lân 9%, kali 6%, kèm theo đó là thêm các canxi, magie cũng như là phụ gia đặc biệt cho ớt và cà chua luôn. thì cái thì mình dùng chai này á, như bà con thấy nó có rất nhiều công dụng như là nó thúc lớn nhanh nè, đồng đều bóng trái cũng như là hạn chế thối đít uh, thối đít trái vàng trái, giúp trái mình đủ điều kiện xuất khẩu luôn nha bà con. Thì một chai như này mình có thể pha tới 400 lít nước nếu mình pha phi nha Kết hợp với đó thì mình có thể sử dụng là gói Green Combi Nhằm bổ sung thêm các trung vi lượng như là sắt, đệ kẽm, đồng, mangan, magie, bo Thì trong giai đoạn, mọi giai đoạn của cây trồng Thì cái vi, trung vi lượng này mình cần, đừng, cần đều cần hết nha bà con Thì cái bộ sản phẩm này chai uh, chili fe giá 120 ngàn mình kết hợp với hai gói green combi giá mỗi gói là 40 ngàn tổng là 200 ngàn thì mình có thể pha được 8 bình 25 lít hoặc là 400 lít nước nếu mình pha phi để mình bổ sung dinh dưỡng tốt nhất cho cây ớt đạt làm sao cho cái cái vườn ớt của mình đạt một cái hiệu quả phát triển và năng suất nhất nha bà con thì đây là quy trình chăm sóc của công ty canh nông cho vườn ớt giai đoạn cổ 2 thì cũng vừa quay vườn cũng như là vừa chia sẻ kỹ thuật chăm sóc cho bà con để bà con mình xem qua và tham khảo nha như bà con xem nãy giờ thì mình phải xử lý 3 vấn đề bà con mình gần quan tâm đó là việc bò chỉ công trùng chết thúc phòng trị bệnh do nấm vi khuẩn và cuối cùng là việc mình đi dinh dưỡng qua rễ cũng như lá nếu bà con mình xem video mà bà con mình thấy bổ ích thì hãy like hãy ủng hộ cho canon tv một like và comment dưới video những cái vấn đề về vườn của bà con canon sẽ giải đáp những thắc mắc cho bà con mình nha thì với những cái bộ sản phẩm mà Canon giới thiệu tới bà con á, nếu bà con mình có quan tâm và muốn mua để sử dụng để bảo vệ cho vườn của mình á, thì bà con mình có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Canon TV có để trên màn hình là 0936 968 747 Bà con có thể gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo bằng số điện thoại này đều được nha bà con Thì Canon TV có chính sách là giao hàng tận nơi và miễn phí vận chuyển cho bà con Dù bà con ở bất kỳ đâu thì mình cứ đặt hàng thì mình sẽ nhận được trong khoảng từ 2 đến 3 ngày Mình cứ chủ động đặt hàng sớm để sử dụng bảo vệ cho cho vườn ớt của mình nếu bà con mình thấy video này nhưng mà chưa đăng ký kênh bà con có thể nhấn theo dõi kênh để mà khi canh nông ra thêm những video mới về cây trồng bà con mình có thể nhận được thông báo nha xin cảm ơn bà con đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau ạ